Vâng, xin chào tất cả mọi người ạ. Muốn làm cái mũi này phải vì là bởi vì cái mũi của em trước nó bị lệch, với cả nó hai cái mũi nó hơi bị to. Em muốn làm nó cao lên một tí và cho nó đỡ bị lệch. Mình có thể thấy nó hơi bị lệch sang bên này một tí, nên em muốn chỉnh lại cho nó thẳng hơn. Với cả em chọn DA để làm này thì bởi vì là em được nghe mọi người nói nhiều về DA, cũng như là được đánh giá phản hồi khá là tốt, nên em đã chọn DA đến nơi để làm cái mũi lần này. Vâng, xin chào mọi người ạ. Hiện tại thì mình đang ở DA. Hôm nay mình đến DA để làm mũi. Và bây giờ thì mình sẽ đi thay đồ và làm thủ tục. Sau đó thì mình sẽ đi gặp bác sĩ. Bác sĩ bảo là mấy ml thì chị? Còn 3ml. 3ml. 5ml도 뭐 해볼 수 있으면 하는데 혹시 필요한 탱크 하면 그냥 저는 원래대로 수혈을 잘 써요. 딱 thấy được bốn nhưng mà thì bác sĩ đặt nếu mà bác sĩ cảm thấy là cái da em nó vẫn còn có cái độ giãn thì bác sĩ đặt. Cảm khắc. 5ml ăn tương nhân thay cho bộ tuần. À đi. Chả khác gì. Chả khác gì. Cái hay xin là chất lượng được phê. Chào mọi người, vừa rồi thì mình đã được bác sĩ tư vấn xong. Nhưng mà tuy nhiên là sau khi được bác sĩ tư vấn cũng như là bác sĩ giải đáp các cái thắc mắc của mình ấy, thì mình đã bớt đi một chút lo lắng, bớt đi một chút hồi hộp và mình cũng tin rằng sẽ có một cái kết quả rất là tốt, rất là khả quan. Và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để phẫu thuật. Thì nếu có kết quả mình sẽ cho mọi người cùng biết nhé.